Rồi tiếp tục quay mấy cái máy 36 cho nó hết luôn nha. Giờ còn hai chiếc đang gấp, em giờ đang gấp được tổng cộng 4 chiếc rồi. 36 này là chiếc cũng mới vừa gấp xong hôm qua, 3608. Cũng còn ok lắm nha anh em. Đồ đẹp lắm. Số khung thì nó hơi mờ rồi, không có thấy rồi. Để em sẽ quay số khung nó sao cho anh em nha. L3608 nhập từ Thái nguyên con. Số vỏ của nó như cũ thì để em quay số vỏ nó đây. Đâu rồi? Để họ đây. Đây nè. Này chưa gấp kiếm nha. Để hồi nó gấp kiếm sau. Đây mui bọng rồi còn đẹp nha anh em. Dạ dạ cái bộ là cái gì? Dạ dạ cái bộ tao quay máy cái. Đây động cơ nó đây. Rồi, 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 đóng đi, rồi. Máy em có để sẵn, anh em cứ đánh test thoải mái nha. Cũng rất là nhiều máy, máy gặt rồi gì cũng rất là nhiều nha anh em. Thôi em bãi máy bao la cho anh em lựa luôn. Đó. Tổng thể con này còn ok lắm nha. Máy thì có để sẵn cho anh em đánh test thoải mái. Yên tâm xài luôn. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Đây là kho máy cài phía sau. Mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040. Có đủ bộ ủi xới cài của nó luôn á. Nguyên bản từ bên kia về. Bên đây thì cũng có 4508 nữa. Và 4708. Phía trước cũng còn những máy cài. Và một số 3608 này kia. 36 à. Đây là khu vực phía trước nha. Mình có để mấy máy cài mới 4018 nhập từ Thái nguyên chiếc á. Một số 5018 Yamaha EF494 ha. 4708 với 6040. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 á, quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.